Chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mạch điện băng tải đơn giản. Thì mạch này gồm có hai cái khởi là khởi K1 và khởi K2. Hai cái bộ nút nhấn on off có đèn và một con rơ le nhiệt. Thì mạch điện băng tải là nó ít nhất là có hai cái động cơ. Tức là ít nhất là chúng ta sẽ có hai cái khởi. Mỗi khởi sẽ dùng cho một động cơ và có thể là nhiều hơn thì chúng ta cũng đấu tương tự. Thì ở đây để đỡ mất thời gian á thì mình cũng có vẽ cái mạch ha. Đây. Ở đây là cái mạch đơn giản thôi. Ở đây chủ yếu cái điểm khác của nó là cài chéo cái tiếp điểm, cài cái tiếp điểm ha. Cái tiếp điểm thường mở của hàng K1 vào cái cuộn hút K2 thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu cái mạch này ha. Thứ nhất là mình sẽ lấy một cái nguồn một pha 220V. Đây. Mình sẽ chọn dây đỏ làm dây nóng nè. Thì đỏ nó sẽ vào cái nút nhấn off. Đây là nút nhấn ốp thứ nhất nha. Mình sẽ cho vào cái tiếp điểm thường đóng của nút nhấn thứ nhất. Và mình sẽ lấy thêm một dây nữa đưa vào tiếp điểm thường đóng của nút nhấn thứ hai luôn. Mình sẽ đấu vào cái tiếp điểm thường đóng của nút nhấn thứ hai. Và theo cái sơ đồ thì phía sau chúng ta sẽ đấu vào nút mở của chính nó luôn ha. Nút mở của chính nó. Là ở phía sau cái nút dừng này, dừng một nè, chúng ta sẽ lấy hai dây, một dây vào thường mở K1 và vào cái nút mở. Đây mình lấy thêm một dây nữa. Dây này sẽ vào cái nút mở nè. Mở đây. Và vào K1, tiếp điểm thường mở của K1. Thì ở K1 này có hai tiếp điểm thường mở, đó là 13, 14 và 43, 44. Mình sẽ lấy cái tiếp điểm bên đây. 13, 14 trước. Thì phía sau tiếp điểm này. Phía sau tiếp điểm này chúng ta sẽ đấu vào phía sau của nút mở ha. Mình chọn một cái sợi dây dài hơn chút. Sẽ đấu vào phía sau nút mở.
và đồng thời phía sau nút mở sẽ vào vào đèn, vào đèn đây. Nó sẽ vào đèn, vào đèn và vào K1, vào cùng khởi K1 đây, vào đèn mình sẽ lấy thêm một dây nữa vào để vào cùng khởi K1. Vào cung khởi K1 đây. Đó. Tiếp theo. Tiếp theo là từ phía sau của đèn vào phía sau K1 thì sẽ vào cái rơ lên nhiệt. Thì cái phần này á, để một lát mình đấu sao luôn, đấu sao chung với cái cuộn K2 luôn. Bây giờ mình sẽ đấu tiếp cái nút nút on off thứ hai. Thì phía sau nút up chúng ta cũng đấu tương tự thôi. Phía sau nút ốp nè sẽ vào vào nút mở và vào và vào K2 và tiếp điểm thường mở của K2. Mình sẽ lấy thêm một dây nữa vào tiếp điểm thường mở. Điểm thường mở của cái hai. Thì đây có hai cái tiếp điểm. Thì mình sẽ đo để xác định cái tiếp điểm thường mở. Có thể dùng đồng hồ đo. Thì 13 14 sẽ là tiếp điểm thường mở. Mình sẽ đấu vào tiếp điểm 13. Phía sau thường mở của K2. Phía sau thường mở K2. Thì nó sẽ vào vào phía sau nút mở. Đây, và phía sau nút mở. Và phía sau nút mở vào đèn. Và vào thằng thường mở K1. Phía sau nút mở đây. Cũng vào đèn, vào đèn
và vào thằng thường mở của K1. Thường mở của K1 đó là 43 và 44. Đưa vào 43, tiếp điểm trên. Và tiếp điểm 44 mình sẽ đưa vào K2, vào cuộc khởi K2. Đây, cấp nguồn cho cuộc khởi đây. Sẽ đấu vào cuộc khởi K2. Bây giờ mình sẽ tiếp đến là phía sau nè, phía sau K2 và phía sau đèn 2 cũng như phía sau K1 và sau sau đèn 1 thì tất cả đều vào cái rơ le nhịp này. Rồi bây giờ mình sẽ cầu cầu từ K1 qua K2. K1 nè. Sẽ qua K2. Và lấy thêm một giây nữa. K2 và mình lấy thêm một giây nữa. Để cầu vào hai cái đèn. Đây chính là như này. Mình sẽ cầu vào đèn 2 ha. Sau đó mình cầu từ đèn 2 qua đèn 1. Cầu đèn 2. Sau đó mình sẽ lấy một giây nữa, cầu từ đèn 2 sang đèn 1 và đưa vào rơ le nhịp. Cầu qua qua đèn 1. Và đưa vào rơ le nhịp. Tiếp điểm thường đóng của rơ le nhịp 95 96. Đây là tiếp điểm rơ le nhịp. Đây mình sẽ đưa vào tiếp điểm 96. Thì cái dây mát còn lại mình sẽ đưa vào tiếp điểm 95. Thì ở đây là do mình sử dụng là có một cái rơ le nhịp thôi, nếu nhiều cái thì chúng ta sẽ đấu nối tiếp với nhau. Ở đây do mạch đơn giản mình chỉ sử dụng một rơ le nhịp.
Thì cái mạch động lực của nó sẽ đấu. Ở đây là mình đấu vào thử một cái thôi, rồi đấu một cái động cơ thôi. Đáng lý ra là nó dùng tới hai cái rơ le nhiệt rồi. Tức là cái này khởi khởi K1 một cái và khởi K2 một cái. Tuy nhiên ở đây thì mình dùng một cái là đủ thấy được cái tính chất của cái mạch này rồi. Ở đây chủ yếu là nói về cái phần khiển thôi, nói về phần khiển. Đây chúng ta sẽ, chúng ta đã đấu hoàn thành ha, đấu hoàn thành cái mạch sơ bộ, đấu hoàn thành cái mạch sơ bộ vậy. Giờ mình sẽ cấp nguồn và nhấn nút để test mạch. Giờ mình sẽ nhấn nút thứ nhất. Cuộn khởi này nó do mình dùng cái cuộn khởi là nó cũ rồi, cho nên là nó hơi kêu ha. Thì chúng ta có thể là kìm lại. Đây. Rồi chúng ta tắt và chúng ta nhấn nút dừng thôi. Tương tự, nhưng mà K2 chúng ta sẽ không mở được. Không mở được. Thì cái mạch này nó có cái ưu điểm, đó chính là khi chúng ta mở bằng tay một trước, tức là động cơ một trước, thì chúng ta mới mở được cái động cơ hai chạy đó. Thì cái mạch này là nó như thế. Bây giờ mình sẽ nhấn ha. Giờ mình sẽ nhấn nè, mình sẽ nhấn K2. K2 sẽ hoạt động khi thằng K1 này nó hoạt động. Nó có đèn nhưng mà đèn này nó cũ rồi, nó sáng yếu. K2 có thể tắt, chúng ta có thể tắt K1. Lý do là cái cuộn hút này á, nó lâu quá rồi, cho nên là nó bị cái phần lỗi từ của nó đó, nó tiếp xúc không tốt nữa, cho nên nó kêu thôi. Thì cái mạch chúng ta là nó đơn giản vậy. Cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình ha. Nhớ like và subscribe cho kênh nha.